Kính chào các đồng chí và các bạn. Chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có cuộc tọa đàm với chủ đề tăng cường kiểm tra phương tiện phòng chống dịch COVID-19. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập 4 chốt kiểm tra y tế vào cuối tháng 5 vừa qua. Và để tìm hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của các chốt kiểm tra y tế này, trong cuộc tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến phim trường đồng chí Trần Thanh Phong, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh. Và Thượng tá Lý Văn Trọng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Trước tiên thì xin được trao đổi với Thượng tá Lý Văn Trọng ạ. Thưa đồng chí, thì thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên đường, đặc biệt trong cái thời điểm tình hình dịch bệnh hiện nay, thì đồng chí có những cái nhận xét như thế nào về ý thức của người tham gia giao thông, cũng như là đối với các cái tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường thì còn có thêm những cái nhiệm vụ gì trong cái mùa dịch này, thưa đồng chí? Thì trong cái thời gian diễn ra dịch COVID-19 thì trong khi thực hiện chỉ thị của Thủ tướng cũng như là Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì cái lưu lượng phương tiện trong từng thời điểm còn khá đông, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch cũng như là cái trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì cái vấn đề người điều khiển phương tiện không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, mà qua cái thống kê số liệu và cái công tác xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thời gian qua cho thấy thì người tham gia giao thông là chưa chấp hành nghiêm vấn đề không đeo khẩu trang. Qua 2 tuần xử lý vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh chúng tôi đã kiểm tra nhắc nhở là 425 trường hợp đối với người điều khiển phương tiện không đeo khẩu trang, và cũng là xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với số tiền là 18 triệu đồng trong cái thời gian 15 ngày khi mà có cái quyết định thành lập các chốt. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 thì lực lượng ngoài cái nhiệm vụ là chuyên ngành của lực lượng giao thông thì cái lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của chúng tôi còn thêm một số nhiệm vụ như là túc trực 24/24 tại các chốt theo quyết định của ban nhân tỉnh là ra vào cửa ngõ tỉnh Trà Vinh, để là cùng với các lực lượng chức năng để là dừng và kiểm soát tất cả các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh, tăng cường công tác là tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở người tham gia giao thông về cái công tác trong cái công tác phòng chống dịch COVID, và cụ thể là nhắc nhở giáo dục mọi người chấp hành cái vấn đề đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Xin cảm ơn Thượng tá Lý Văn Trọng ạ. Thưa đồng chí Trần Thanh Phong ạ, xin đồng chí cho biết là những cái yêu cầu cấp thiết nào của việc thành lập các chốt kiểm tra y tế, và cũng như là lý do vì sao mà đặt các cái chốt tại các địa điểm này, thưa đồng chí? Để chủ động công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ngày 1 tháng 6 năm 2021, Ủy ban tỉnh ban hành quyết định thành lập các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chốt kiểm tra y tế gồm có công an, y tế, sở giao thông tải và dân quân ở địa phương. Các chốt kiểm tra y tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế, tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân đi qua chốt nghiêm chỉnh chấp hành trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời kịp thời phát hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 để có biện pháp chủ động cách ly phòng chống dịch theo quy định. Vị trí đặt các chốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm chốt Cầu Chiên, huyện Long nằm trên quốc lộ 60, chốt Mai Tức, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long nằm trên quốc lộ 53, chốt cầu Chà Mẹt nằm xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè trên quốc lộ 54, chốt cầu Quang, thị trấn Cầu Quang nằm trên quốc lộ 60. Các chốt kiểm tra y tế kiểm tra tất cả các phương tiện đi vào tỉnh Trà Vinh. Ngoài 4 chốt kiểm tra y tế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh còn chỉ đạo Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn của tỉnh nhằm kiểm tra các trường hợp đi vào của các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre đi vào địa bàn tỉnh ta. Xin cảm ơn đồng chí Đặng Thanh Phong ạ. Thưa Thượng tá Lý Văn Trọng ạ, xin đồng chí cho biết là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông tham gia các cái chốt kiểm tra y tế
và cũng như những cái thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như thế nào, thưa đồng chí? Kính thưa các đồng chí, thì thực hiện cái quyết định 1038 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thì trong đó thì Sở Giao thông Vận tải đã ban hành cái quy chế của cái các chốt theo quy định, thì trong đó có quy định cái nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông là tham gia tại các chốt này cụ thể như sau: là lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi là có trách nhiệm là dừng tất cả các phương tiện và người tham gia giao thông là đi vào cái địa bàn tỉnh Trà Vinh để phối hợp cùng các lực lượng liên ngành như y tế, rồi thanh tra giao thông, rồi dân quân tự vệ địa phương để tiến hành kiểm tra khai báo y tế theo cái nhiệm vụ chung của cái quyết định của ban nhân tỉnh. Ngoài ra thì cái lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng có cái thực hiện cái nhiệm vụ là khi tiến hành phân luồng, dừng phương tiện, đã phát hiện các trường hợp vi phạm về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì chúng tôi cũng tiến hành xử lý theo quy định. Cụ thể như là nếu trường hợp phát hiện là người tham gia giao thông không đeo khẩu trang thì chúng tôi cũng tiến hành xử lý theo quy định. Như tuy cái giãn cách xã hội, cái lưu lượng phương tiện có giảm, nhưng ở từng thời điểm, từng lúc, từng nơi, đặc biệt là cái tuyến quốc lộ 60 mà cái lưu lượng phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre lại về địa bàn tỉnh Trà Vinh, thì từng thời điểm cao điểm thì cái lưu lượng phương tiện còn rất đông, là ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác phân luồng cũng như là khai báo y tế của các chốt thời gian qua. Xin cảm ơn Thượng tá Lý Văn Trọng ạ. Thưa đồng chí Trần Thanh Phong ạ, xin đồng chí cho biết là việc xử lý đối với các trường hợp không chấp hành công tác phòng chống dịch khi qua các chốt kiểm tra y tế được quy định cụ thể như thế nào, và trong thời gian qua thì việc xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện ra sao, thưa đồng chí? Căn cứ Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, các hành vi vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch sẽ bị xử lý cụ thể theo tính chất, mức độ vi phạm. Vì việc xử lý vi phạm được phân cấp cụ thể cho từng ngành, công an, y tế và các địa phương, ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trong thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm tra y tế, lực lượng tham gia tại chốt đã kiểm tra trên 72.000 phương tiện, trong đó trên 40.000 phương tiện ô tô và trên 32.000 phương tiện xe mô tô và trên 114.000 người. Nhìn chung, người dân qua chốt đều chấp hành nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Chưa xảy ra trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch phải xử lý. Trong thời gian tới, nếu có trường hợp cố tình không chấp hành công tác phòng chống dịch, với vai trò là trưởng chốt, Sở Giao thông Vận tải sẽ tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch có biện pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Xin cảm ơn đồng chí Trần Thanh Phong ạ. Thưa Thượng tá Lý Văn Trọng ạ, thì qua tình hình thực tế tại các cái chốt kiểm tra y tế cũng như là thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường trong thời gian qua, thì đồng chí có những cái lưu ý khuyến cáo gì đối với người tham gia giao thông, thưa đồng chí? Qua thực tế cái làm nhiệm vụ trên các cái chốt theo quyết định của ban tỉnh, thì chúng tôi khuyến cáo người tham gia giao thông trong cái thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 thì cần thực hiện nghiêm số cái vấn đề cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với người tham gia giao thông, chúng ta cần thực hiện nghiêm các quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là khi điều khiển phương tiện là không được chạy quá tốc độ quy định, cũng như là không điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia, thì chúng ta phải chấp hành nghiêm các quy định này để đồng góp phần đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông trong cái thời gian tới. Riêng về trong cái công tác là phòng chống dịch COVID-19 thì khi tham gia giao thông, mọi người hãy chấp hành nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ nhất là thực hiện cái 5K, cũng như là khi tham gia giao thông và cũng như hành khách đi trên các phương tiện vận tải công cộng thì mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang theo quy định để chúng ta góp phần phòng chống dịch COVID-19 được đảm bảo cho chính bản thân mình và cho cái cộng đồng. Xin cảm ơn Thượng tá Lý Văn Trọng ạ. Thưa các đồng chí và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Riêng trên địa bàn tỉnh ta, thì lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly tập trung và điều trị các ca dương tính trong cộng đồng.
Riêng đối với các trường hợp là F1, F2 của các ca bệnh này cũng đã được lực lượng chức năng áp dụng hình thức cách ly phù hợp. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, do đó người dân cần hết sức bình tĩnh và phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cuộc tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái kính chào.